xin hân hạnh kính chào toàn thể quý vị đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Đến với Bạn Muốn Hẹn Hò thì tự nhiên lòng tôi thấy nó nao nao là sao ấy. Hình như thấy Cát Tường hình như là cười nó hạnh phúc nhiều hơn là thường ngày. Bây giờ anh hỏi Cát Tường nè, tại sao phải ế? Ế thì có nhiều nguyên nhân. Có thể là ham kiếm tiền quá đi. Có người thì cuộc sống gia đình mưu sinh, người ta quên đi cái tình yêu của người ta không có để ý đến những cái chuyện đó nên là người ta ế. Ai cũng có lý do riêng của mình hết. Nhưng theo anh nghĩ á, ê sắc ế là do cái duyên nó chưa tới. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một cặp đôi đầu tiên để xem duyên số họ có đến được với nhau hay không. Đâu rồi? Em tham gia chương trình Đẹp Chút Chút không? Ca sĩ Hoàng Trọng được đăng điểm. Điều gì mà em không thích ở phụ nữ thì em nói nghe. Đúng hay nha, nhiều chuyện á. Rồi, xin mời, màn đâu, hạ xuống. Xin mời bạn nữ đầu tiên, mời bạn. Chào em tên gì? Dạ em tên là Ngọc Phúc ạ. Phúc năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 25 tuổi. Hiện giờ Phúc đang làm gì? Dạ em đã đi làm nhưng mà em nghỉ làm rồi để mà đi học tiếp nâng cao cái trình độ của mình đó chị. Hiện tại bây giờ là đang nghỉ? Dạ đúng rồi. Đang làm tìm việc làm đúng không? Dạ. Hay là đang tìm người yêu? Cả hai. Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ chàng trai bên đây để... Đúng rồi. Đạp lý. Dạ chào chị. Đâu rồi? Em tham gia chương trình. Hả? Tham gia làm gì? Em tìm người bạn đời á. Đó thì chưa có hả? Dạ chưa. Sao không có? Chưa tìm được đối tượng thích hợp á. Rồi hỏi chơi căng thẳng chút xíu thôi. Bạn tên là gì? Dạ em tên Bảo Thành. Hôm nay 36 tuổi á. Bạn Bảo Thành hôm nay 36 tuổi nha. Bạn đang làm nghề gì? Em làm bên chuyên khắc gỗ á. Hàng chị thấy cặp này đưa mình xem ha. Này em làm tặng bạn á. Anh Linh ơi, mà có vấn đề gì mà sao Thành mà mới bước ra mà nghe mọi người ở dưới cười vỗ tay thấy có vẻ tán thưởng dữ vậy? Tại vì bạn bên đây hơi đẹp trai. Đó không? Em đang còn suy nghĩ lại những cái cặp mà mình làm mai trước đây, hình như cặp này là cái độ tuổi chênh lệch hơi nhiều đó đúng không? Bạn bên đó sinh năm mấy? Bên đây mới 25, bên kia tới 36 là hơn tới 11 tuổi lận. Cái gì vậy Tường? Sao? Tình yêu mà nói tuổi tác đâu đây? Thôi để em hỏi bạn gái này đi. Em thấy sao về vấn đề này? Dạ, điều đó không thành vấn đề. Em đâu có được mấy mối tình rồi? Cũng 3 mối. Mà những người đó có ai lớn tuổi nhiều hơn em như cái anh ngồi bên kia không? Dạ, chưa, từ 4 tuổi trở lại. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm nha. Bà nghe bà nghĩ sao bằng Thành? Nghe cũng hồi hộp á. Bên kia đã trải qua vài mối tình rồi, bạn trải qua mấy mối tình rồi? Cũng có 2 mối tình. Lý do tại sao mà không thành? Chắc duyên số chưa tới. Hay là bạn khó tính quá? Nó cũng có chút chút à. Cái quan niệm về tình yêu bạn như thế nào? Đó là xuất phát từ hai phía cùng xây đắp ha. Nhưng mà ý bạn xây đắp như thế nào? Bạn muốn người yêu mình như thế nào? Dễ thương, hiền, biết chia sẻ, quan tâm mọi người. Vậy thôi, cần đẹp hay xấu? Đẹp chút chút à. Chút chút là bao nhiêu? Khoảng 7 điểm. Đó, người ta cũng nói điểm phải là 7. Tự bản thân em cảm nhận về mình như thế nào? Chắc em cũng được 5 điểm. Được 5 điểm thôi. Mẫu người lý tưởng của em thì như thế nào? Phải chững chạc, có công ăn việc làm ổn định, có một chút xíu hài hước với lãng mạn. Còn về ngoại hình? Có nụ cười đẹp. Đẹp cỡ ai? Giống như một anh chàng diễn viên mà em từng coi trong một bộ phim của Philippines. Trời ơi, bên kia có nụ cười đẹp giống diễn viên Philippines không? Hả? Bên đây hả? Cái Việt Nam cũng không chịu đâu đẹp mà có Việt Linh ở lại rồi đó. Nụ cười cũng có duyên lắm mà. Tôi xin hỏi bạn à, nếu như bây giờ á mà bạn nhìn thấy cô gái kia bạn rất là thích nhưng mà không đủ cái tính chất mà để bạn đưa ra thì bạn nghĩ sao? Này chắc em cũng chấp nhận mà. Ủa sao kỳ vậy? Mà đưa ra trong không đủ mình cũng chấp nhận luôn hả? Tại vì em cũng lớn tuổi à. Có nghĩa là lấy đại à, cái quan điểm này là em không đồng ý nha anh Linh nha. Đó lấy vợ chứ đâu phải là đi mua bó rau bó cải gì đâu. Đây nè em, nếu mà bên kia mà không đủ cái chuẩn của em thì em có lấy đại không? Chắc phải suy nghĩ. Người ta già kệ người ta, mình mới 25 tuổi à, tương lai mình còn dài phía trước đúng không em? Nhưng mà giờ em biết nấu ăn không? Dạ biết. Chứ bên đó tuy già nhưng hơi kém. Nghe mà già hoài, xin lỗi từ qua bên đây nhìn đi thấy trẻ lắm, không có già đâu nha. Tôi không biết, còn già biết. Là già hơn cô gái ở bên này là được rồi. Chưa chắc nhiều khi tuổi nhỏ mà mặt già nha. Đây tuổi già cao mà mặt trẻ nha. Thôi bây giờ muốn già hay không già?
sẻ coi nguyên nhân tại sao người này ế, chứ nãy giờ trong bụng chị cũng nghi lắm rồi đó. Bận chi cái bộ đồ vớt cho nó già dữ vậy? Tại bận bộ đồ này cho lịch sự. Nói chung là giờ mình thấy mình tuổi lớn lớn, mình mặc bào mè chút xíu cho nó trẻ trung chút xíu ha. Hồi nãy bên kia có yếu tố cũng rất là hay là thích chàng trai lãng mạn. Em có lãng mạn không? Có chút à. Có chút là khỏi nào? Mua quà, bông hoa là tặng. Có những điều gì mà em không thích ở phụ nữ nào nói nghe? Tính hay nha, nhiều chuyện á. Học ám đúng không? Còn không thích gì nữa? Thì... Ông này bỗng cua gái một năm mà dính tụi cùi vậy nè. Cái gì nó chậm chạp làm sao mà ế là đúng rồi. Bên kia là... Cái gì mà hình hổ dữ vậy? Bên kia thì cao, bên đây thì mập. Nói chung là trời thôi chứ bên đây mập mập dễ thương, tròn quý phái. À chờ anh chút. Em hồi hộp không? Hồi hộp á. Bên kia được đấy. Bây giờ xu hướng là phải tròn tròn chứ. Thì bù cho nhau thôi, bên kia thiếu thịt thì bên này dư thịt. Bây giờ chúng ta sẽ cho hai người gặp gỡ với nhau để xem duyên có đến hay không. Nào xin mời Mang, kéo lên. Kéo lên. Chào em. Dạ chào anh. Ra đấy chứ mà có chuyện, có thể nhiều chuyện ghê. Không đúng lắm, từ sáng có nói được câu nè. Quê em không? Dạ em ở đây ạ. Tiếp. Em nhà em có đông anh chị em không? Dạ có một mình em mà. Dạ. Anh có món quà làm tặng em. Dạ. Nghĩa gì vậy trời? Mới gặp hơi lộ rồi. Món quà này em rất là thích, cảm ơn anh. Tiếp đi. Cái lúc rảnh rỗi anh coi làm gì? Dạ thì em thường đi nhà sách hoặc là nấu nướng, nấu một vài món cho gia đình anh. Em có thường đi xem phim không? Cũng ít lắm mà. Em thích đọc sách nhà thôi. Mình có thể cùng đi xem phim không? Không phải được à, từ nãy giờ mới thấy câu nào được á. Thôi suy nghĩ cái gì nói rồi. Cái gì em? Cái em hỏi bạn cái gì cũng hỏi em. Trời đất ơi. Tao hỏi tao từ những bắt tao hỏi. Chững chạc đó, lớn tuổi đó, nhiều kinh nghiệm đó. Vỡ mộng chưa? Tiếp đi, tiếp đi. Em có sở thích gì thế nào? Thích nghe nhạc, là đi ăn uống với bạn bè. Hoặc là đi qua thăm bà ngoại. Ê, bà ngoại với em thì không có ở gần nhau. Nhưng mà ngoại cũng chăm sóc em từ nhỏ nên ra cũng thỉnh thoảng hay qua thăm. Thích thăm bà ngoại. Rồi thôi hết vô. Bạn có thích bà ngoại, bạn có thích thăm bà nội không? Có. Có hả? Rồi, bây giờ tôi sẽ đếm 1, 2, 3. Nếu các bạn đồng ý các bạn sẽ nhấn nút. Còn không đồng ý chúng ta không cần nhấn nút. Mời các bạn đặt tay ra sau ghế. Bây giờ suy nghĩ kỹ nha. Xảo quần xuống rồi. Hồi nãy tao đi coi mắt thì không xả, bây giờ nhấn nút xả chi được á. Từ từ, hẹn bồ mà xăng quần vậy sao được. Chuẩn bị. 1 đóng sao không ơi. Và ba. Rồi mời các bạn đứng lên. Ủa không không, khoan, bình tĩnh. Bạn cứ ngồi nguyên đó, hết ba rồi tại sao bạn không bấm? Em phải suy nghĩ kỹ nha. Lúc đầu bạn chưa muốn bấm, nhưng lý do cuối cùng tại sao bạn lại bấm? Dạ, tại vì ở người bạn này em thấy có một cái gì đó cho mình tin tưởng. Nghĩa là lâu lâu mới tin tưởng, đúng không? Em cũng biết sao mà suy nghĩ kỹ rồi em thấy là mình nên bấm. Theo quy định thì tới 3 sẽ không được bấm nữa. Còn bạn bấm thì cũng không có kết quả. Nếu vậy thì sao? Bạn có thấy tiếc không? Ra ngoài sẽ hẹn. Hả? Ra ngoài sẽ hẹn. Trời ơi! Mình thua đi anh. Thôi các bạn có đồng ý không? Đồng ý không?
hèn chứ chậm mà ế. Lý do tại sao bạn bấm hẹn hò với bạn nữ? Thế bạn ấy dễ thương. Đủ 7 điểm cho em. Này 6 điểm rưỡi à. Trời ơi. 6 điểm rưỡi là cũng được làm tròn rồi. Dù sao thì cũng chúc mừng hai bạn. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều vì cuối cùng thì cả hai cũng đã đồng ý hẹn hò với nhau. Cảm ơn em. Chứ mẫu người phù hợp với bạn là như thế nào? Cho bạn mét 6. Bạn mét mấy mà bạn yêu cầu cho mét 6? Em mét 61. Tôi sẽ mời chàng trai ra trước. Xin mời bạn. Chàng trai là sao chỗ tay dữ vậy ta? Đẹp trai không? Bạn tên là gì? Tên Nguyễn Hồ Ngọc Châu anh. Bao nhiêu tuổi? 27 tuổi. Đang làm nghề gì? Em làm nhân viên kinh doanh. Nguyễn Hồ Ngọc Châu, 27 tuổi, nhân viên kinh doanh. Và bây giờ mời bạn gái bước lên sân khấu. Em tên gì? Em tên Quế Trân. Trân năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay em 25 tuổi. Hiện giờ Trân đang làm gì nè? Em là nhân viên văn phòng. Hôm nay tại sao em lại đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Có một lần em xem trên TV. Em thấy chương trình này hấp dẫn và có thể là em cần tìm một nửa của mình ở chương trình này đúng không? Dạ. Chị hy vọng là ngày hôm nay em sẽ được như ý muốn. Bên đây là đang làm nhân viên văn phòng. À. Còn bên đó thì... nhân viên kinh doanh. Bạn là 27 tuổi, tôi nghĩ rằng cái tuổi này cũng đã có người yêu rồi chứ. Do công việc á cũng không có thời gian tìm hiểu nhiều anh. Hồi đó giờ có tiếng sét ái tình lần nào chưa? Dạ chưa. Hồi đó giờ bạn có yêu thầm ai chưa? Dạ chưa luôn anh. Đó giờ có ai yêu bạn chưa? Dạ có. Vậy chứ mẫu người phù hợp với bạn là như thế nào? Nói chuyện dịu dàng, hiền, dễ thương, cao khoảng mét 6. Ớn rồi. Cao khoảng mét 6? Dạ. Bạn mét mấy mà bạn yêu cầu cao mét 6? Em mét 61. Bên đây cao 1m6 ngược được không? 1m9 á được không? Em tôi nhìn thấy da em trắng mịn như vậy chị ngưỡng mộ lắm đó. Chị có bí quyết gì không? Không có bí quyết gì, tại em thích ăn trái cây nhiều. Vậy hàng ngày công việc của em là tiếp xúc với nữ nhiều hay với nam nhiều? Công ty của em toàn là nữ không? Nữ không à hả? Mấy sếp cũng là nữ không à? Thì hèn chi là không có được đối tượng nào hết trơn phải không? Dạ. Chứ chị thấy em mà em có một nụ cười rất là duyên, mắt em rất là to và đẹp chị vậy đó. Tôi hỏi bạn là đó giờ bạn có một cái mối tình nào đặc biệt trải qua chưa? Dạ cũng có. Lý do tại sao ta chia tay? Sau thời gian quen thì có những điểm mâu thuẫn giống như là phát sinh ra những cái thứ không đáp ứng được. Những thứ nào không đáp ứng được trong tình yêu, bạn có thể nói cụ thể là? Bạn nữ đó em bướng quá, bướng bỉnh quá. Rồi gì nữa? Cái bàn tá. Rồi gì nữa? Nhiều quan điểm không phù hợp đó. Còn bạn thì khuyết điểm của bạn là gì? Hơi cọc. Hơi cọc. Khuyết điểm gì nữa? Không được cao. Vậy sao bạn yêu cầu người phụ nữ của bạn là phải là cao? Em cao hết rồi. Nói nhỏ mình chị nghe thôi. Mét 5. Mét 5. Mét 5. Được không? Rồi mặt bên đây sắm sạch luôn rồi. Bây giờ anh hỏi em à, em đến đây kiếm người yêu hay là kiếm vợ? Kiếm người yêu trước. Được làm vợ luôn. Em thì yêu bao nhiêu năm thì bạn cưới nhau? Thì duyên thôi. Dùng nửa năm, một năm được, không được 2 tháng hốt luôn. Trời ơi, trời ơi. Em dùng cái từ hốt là chị không có đặc biệt chút nào hết trơn. Rồi ra chợ coi còn bà cô bán nhiêu cải. Cô tính mua 1 kg, cô còn 3 kg hốt luôn. Trời ơi, vậy là chết rồi. Sao em? Giờ nếu mà bên đó hốt em luôn em chịu không? Hốt luôn em. Rồi. Hên xui ha. Bây giờ coi mặt coi được hốt luôn ha. Mà bây giờ có 1m5 mà người ta đòi 1m6, giờ sao đây? Trời ơi khổ quá. Bên kia có 6m61 mà trời ơi, người ta có 1 phân à. Mà làm thấy ghê quá à. Bực mình. Trời ơi, có một trời duyên rồi đó nha. Thôi cọc tính đi thôi. Em cái chữ em đeo cái chữ đó là chữ gì vậy? Chữ phát. Phát hả? Dạ. Chị hy vọng em sẽ phát nha. Phát tài, phát lộc, phát tình luôn. Hay à, hơi khó à. Thế nếu như 1m50 nãy giờ em suy nghĩ điều gì? Nếu mà 1m50 cho men gút luôn. Để coi bao nhiêu nha. Xinh. Mày mắc cỡ lắm, đừng có nhìn người ta sắm soi vậy. Chúc mừng bạn.
Tôi cũng khó tính lắm, mà tôi thấy chúc mừng, tôi nói chúc mừng là bạn yên tâm rồi ha. Còn chuyện chiều cao thì em qua bên đi, mình cũng đâu có dài đâu, mình chọn dài chứ mệt. Rồi. Và bây giờ các bạn sẽ có 2 phút để nhìn nhau và trao đổi với nhau những thông tin cần thiết trước khi quyết định có hẹn hò với nhau hay không. Bây giờ xin mời màn kéo lên. Bạn thấy hồi hộp không? Hơi căng thẳng chút xíu. Bạn cảm nhận Quế Trân là người như thế nào? Hèn, ít nói, hình như là hơi bị nhút nhát tí. Còn gì nữa? Hơi lùn thì nó đại đi cho rồi. Bạn thích tóc dài, thích tóc ngắn? Thích tóc dài. Thích tóc dài. Quay mà thấy lùn tóc ngắn ngủn hả? Quay mà thấy lùn tóc ngắn ngủn hả? Người ta đã nhút nhát rồi, anh xích lên đi. Đã lùn. Để nhìn lâu chút xíu, anh Quyền lên nhìn chưa lâu đâu. Phải rồi. Nói đi em, thôi nhìn đủ rồi, nói đi. Căng thẳng quá, hết nói được rồi. Ta có 2 phút, bây giờ hết 30 giây rồi đó. Cặp sao nhìn nhau hoài vậy? Nói đi. Nhường em nói trước á. Nhường khô quá. Do ngồi trên đây căng thẳng. Em ngồi ở đây em căng thẳng vậy, em ngồi ở đâu không hết căng thẳng em. Chị. Nhìn thẳng vào mắt nhau. Em trai hỏi câu cho đàng hoàng cho ra trò, cái trời ơi, tôi chờ đợi nãy giờ đó. Còn 30 giây nữa. Nhanh. Trời ơi, không biết hỏi gì nữa rồi nên ơi. Không ra tôi ngồi thế không đó. Mà ăn cái gì rồi thì tâm. Ta hẹn hò giống như mình hẹn hò, mình còn nóng hơn ta. Bố đẻ lên. Nói câu kết thúc cái coi. Em cao 1m5 thiệt không? Hết thời gian. Trời đất ơi. Và bây giờ thời khắc quan trọng, trong 3 tiếng đếm, các bạn hãy quyết định mình có hẹn hò với nhau hay không. Mà bây giờ mời các bạn đặt tay ra phía sau. Các bạn đồng ý hẹn hò các bạn phải nhấn liền, còn không hẹn hò các bạn không nhấn. Một. Suy nghĩ kỹ nha. Hai. Và ba. Hết thời gian. Không nói được gì nhiều nhưng mà nhấn nhanh quá. Anh nói thiệt chứ anh, nếu mà anh với cái từ là mai là mối tụi này thì tụi anh đau tim nhiều hơn tụi các bạn á. Làm ăn cái gì mà ngồi không nói năng gì tới chừng nhấn nút cái là cái ao vậy đó. Sao nhấn nhanh quá vậy? Tại em nghe nói hết giờ. Thôi em nghe nói hết giờ em sợ quá. Rồi sao 1m50 mà cũng nhớ. Nè đứng vô là xứng đôi thấy chưa đó. Vừa bằng. Đâu hai bạn chơi ghế nắm tay coi. Tay nhau coi. Hai bạn nắm tay coi cảm nhận được cái gì. Mượn cái tay cái coi. Mượn cái tay cái coi. Trời ơi. Ta đã có những cái giây phút phải nói là hết sức thú vị và ấn tượng ngay những giây phút đầu tiên gặp gỡ. Và tôi hy vọng rằng những giây phút đó nó sẽ trải dài mãi mãi, các bạn sẽ đứng một cái điều gì đó xa hơn. Và bây giờ Quỳnh Linh và Cát Tường xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.